MSI 2024 chính thức công bố lịch trình, thể thức. MSI năm nay sẽ được tổ chức ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Thành phố Tài chính Thành Đô, Trung Quốc từ ngày 1 đến 19 tháng 5 với sự tham gia của 12 đội thuộc 8 khu vực trên toàn thế giới. Điểm khác biệt của MSI 2024 chính là đội vô địch giải sẽ được đảm bảo một suất dự chung kết thế giới cùng năm, đồng nghĩa khu vực của đội vô địch được tăng một suất. Ngoài ra, khu vực có thành tích tốt thứ nhì ở MSI khác đội vô địch cũng được tăng một suất dự chung kết thế giới. Tất nhiên, để đảm bảo tính cạnh tranh ở giải mùa hè thì nhà vô địch MSI phải lọt vào được playoffs để có suất đặc cách này. Thành phần tham dự MSI 2024 gồm 2 đội ở mỗi khu vực lớn là LCK, LPL, LEC và LCS. Một đội từ LLA, Mỹ Latin, CBLOL, Brazil, PCS, Đài Loan, Nhật Bản và VCS, Việt Nam. Thể thức thi đấu vẫn tương tự MSI năm ngoái với vòng khởi động play-in và vòng phân nhánh bracket stage. 4 đội hạt giống số 2 của LCK, LPL, LEC và LCS cùng 4 đội Mỹ Latin, Brazil, PCS và VCS sẽ tham dự từ vòng khởi động. Các đội sẽ được chia thành 2 nhánh, thi đấu theo thể thức nhánh thắng nhánh thua. Các đội nhất nhì ở mỗi nhánh sẽ tiến vào vòng trong. Các trận ở vòng khởi động là BO3. Tiếp đó, 8 đội trong vòng phân nhánh sẽ được chia thành 4 cấp đấu, lần lượt thi đấu các trận BO5 với thể thức nhánh thắng nhánh thua. Sau 4 vòng sẽ chọn ra 2 đội bước vào chung kết tổng tranh ngôi vô địch.